đầu tháng 8 năm 2023, với việc Cục Kiểm dịch Thực vật Mỹ thông tin trái dừa sọ của Việt Nam có thể xuất sang Mỹ ngay lập tức. Đã có 8 loại trái cây Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ. Không những vậy, Mỹ còn đang là thị trường hàng đầu của cà phê, tiêu, điều, cá tra, đồ gỗ của Việt Nam. Những năm qua, Mỹ luôn nằm trong top thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Từ năm 2020, Mỹ đã trở thành bạn hàng lớn nhất trong thương mại nông lâm thủy sản với Việt Nam. Ngay cả trong giai đoạn COVID-19, suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng cả xuất khẩu và nhập khẩu nông lâm thủy sản giữa Việt Nam và Mỹ đều tăng ở mức hai con số. Trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Mỹ chiếm 20,6%, giảm 27,4%, nhưng Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đang được Mỹ mua nhiều nhất, chiếm phần lớn thị phần, khẳng định vị trí nguồn cung không thể thiếu từ Việt Nam. Báo cáo thị trường nông sản của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, nhập khẩu nông sản của Mỹ năm 2023 được dự báo ở mức 199 tỷ USD, cao hơn 5 tỷ USD so với mức thực hiện của năm ngoái. Đây là cơ hội cho các nhà xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tăng tốc xuất khẩu vào thị trường này. Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, nông nghiệp Việt Nam không chỉ là ngành hàng kinh tế mà còn là một cấu trúc xã hội gắn liền với cuộc sống của nhiều người nông dân. Do đó, mỗi sự thay đổi trong thương mại cũng ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu nông dân. Việt Nam cam kết sẽ xây dựng một nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm trong giao thương quốc tế, trong đó có giao thương với Mỹ.